À, tôi đi tôi chỉ nhà cho bà Lợi. Mà bà có dám xách cái mặt của bà đem lại không? Cái bà có mang lại để gặp tôi không? Xin lỗi nha cộng đồng mạng, tôi cho tôi nói những lời tôi muốn nói. Tôi quá tức. Trời trời, nó là ai vậy? Nó ăn cướp giật dọc nhà người ta, của ông bà tổ tiên người ta để lại mà còn đe dọa. Cứng là đường đường chính chính, không có gì phải sợ chứ. Rất tiếc là bà đe dọa tôi á, là sai rồi. Tôi là con người dám ăn dám nói, tôi không sợ ai, tại vì tôi làm điều ngay lẽ thẳng. Như bà đó, bà chỉ đe dọa người ta thôi. Bà là ở trong cái bồn nước, các bà hiểu không? Bà trong cái bồn nước, lần cái bà lú cái đầu lên là bà đe dọa người ta thôi, chứ làm gì bà dám trường cái mặt ra. Bây giờ công an đang truy nã bà đó, bà dám trường cái mặt không? Bà trốn chui trốn nhủi như con rùa rút đầu. Khi mà bà lên bờ thì bà dám nói chuyện, chứ bà khi mà bà sợ quá đó, bà chạy xuống ao hoặc bà chạy xuống hồ bà trốn, chứ làm gì bà dám. Nghe bà hăm dọa cưng ăn thiệt á. Đang coi cái clip mà cưng á, nghe bà mời bà hỏi á, ai bà hỏi á, à là cưng ở đâu, nó tôi nói tôi không có sợ bà đâu, tôi nói là tôi làm. Mà hỏi coi bà nói mà bà có làm không, bà có dám trường mặt ra đối diện cùng tôi không, hay là thằng Vũ nè. Bà Văn ơi, tôi nói cho bà biết nha, đối với thằng Vũ bây giờ đó là bà sợ á, gung mặt mày luôn. Không chừng bây giờ bà gặp cái mặt thằng Vũ, cái mặt bà không còn một chút máu nữa, cắt thử đi các bà có miếng máu nào Bây giờ đố mà dám đến mà gặp Vũ với anh Ngọc nữa cô. bây giờ. Bà sợ thằng Vũ hơn là cha bà nữa, tại vì thằng Vũ bây giờ là gặp bà là khập đầu liền, Đúng rồi. làm gì bà dám hơn bà cha bà. Bà dám đối diện chứ thằng Vũ là hơn cha bà nữa, hơn ông nội bà luôn. Bà dám đối diện với thằng Vũ không? Mà bà đặt đe dọa con người ta hết chuyện này tới chuyện kia, hết người này tới người kia. Con người mình ngon á, mình ra trường mặt đi, lặng mình đối diện những cái sự việc gì mình đã làm. Cưng nha, tôi chưa bao đời mà tôi nói chuyện với ai mà tôi lỗ mãng hay tôi nói bậy hay tôi nói những gì. Nhưng mà cưng làm gì mà nó phải đe dọa cưng? Bây giờ thì Bả là ai vậy? Bả là một tay che trời hay gì mà bả đe dọa hết người này tới người kia? Đe dọa nhưng mà người ta chấp nhận, người ta làm, người ta không có sợ đâu. cái vấn đề ở đây là bọn con chấp nhận để gặp cô ấy, cô có dọa hay là nói gì thì cứ gặp mặt thôi. Bây giờ là nói thật luôn á, tôi nhu cầu cho bả gặp thằng Vũ đi. Tại vì bả gặp thằng Vũ đi rồi á, bây giờ là bả làm gì bả dám gặp thằng Vũ? Bả sợ còn hơn là cha bả nữa, làm gì bả dám. Trời ơi, bả gặp thằng Vũ là thằng Vũ chộp cái đầu bả liền, cho bả biết mặt. Nói với thằng Vũ á, bây giờ bả có nói cỡ nào đi nữa là không có đề nghị một sự việc gì hết. Của tôi bây giờ tôi lấy lại, tôi bán một đồng một cắc bây giờ tôi cũng lấy lại, chứ dứt khoát là tôi không đưa cho bà. Nói thật với Đúng cưng rồi, luôn. bà này lấy tư cách gì đâu mà phải đưa cho bà ấy, cô. Ừ, rồi bà kêu ông Vũ bữa hổm có gì không? Bà nói là kêu ông Vũ lấy 4 tỷ á, có không cưng? Không, đấy là cái chuyện mà mọi người người ta kể là cái giá đất ở đó thì đến thời điểm này mà họ bán mà sổ chung nó cũng là 4 tỷ rồi cô. Có những người người ta đang bán 7 tỷ cái sổ mà chưa có lên sổ đỏ nha cô nha. Thì là Trời sổ ơi, cái đó mà cưng ra lấy ra đi 10 tỷ. Nó thật luôn á, tùy theo cái trường hợp đất giàu là nó không sốt. Dạ. Ta biết cái mặt nó nằm ở đâu là có giá trị, nó nằm ở đâu không có giá trị chứ. Đợi cô đây nè, nó thật luôn á. Bây giờ mà cưng lại, cú quắc này nè, cưng mua giấy, sổ đỏ nè, ha, cái nào cũng có hết. Bây giờ bà Văn bà có chạy đi phương trời nào đi nữa, cũng đất đó của thằng Vũ là thằng Vũ. Không bao giờ tôi nói, nếu 3 năm 10 năm tôi vẫn tiếp tục để làm để lấy, tôi nói thật luôn, không bao giờ cưng. Đừng có bây giờ lùi bước. Mình già cưng nói với anh Ngọc á, cứ việc đi tới để mà làm, anh Ngọc đã làm đi hơn nửa đường rồi,
hơn nửa đường rồi. Bây giờ là con coi coi bà Văn bây giờ thuộc về cái dạng là con rùa rút đầu, Hôm không nay phải. con có xuống, nói chung là có quay video rồi, nhưng mà hôm nay có xuống, có thấy những cái đồ đạc của mẹ Vũ lúc mà bà này bà dọn đồ để bà cho người khác thuê là dưới nhà dì của Vũ ở dưới Bến Tre. Tức là những cái có giá trị thì không còn, mà còn toàn những cái không có giá trị thôi. Các Là gì cưng đi với anh Ngọc với anh Vũ đi âm thầm đó phải không? vâng. Bây giờ đi xong rồi thì mới dám nói cô. Mà nhìn những cái đồ mà dì của Vũ đưa ra thì trời ơi, nó không, những cái tức là những cái không có giá trị thì bà này bà không bán được thì bà vứt bỏ thôi. Đó, còn những cái Rồi, cái nào là đồ mà bỏ đi thì bà chừa lại phải không? vâng, đúng rồi. Còn cái nào mà có giá trị là bà lấy hết đúng không? Đúng rồi. À mà chắc bàn thờ của ông nội với ba mẹ anh Vũ chắc bà lấy hết rồi, tại vì bà bán được. Làm gì có cái bàn thờ nào đâu. Ba mẹ Vũ lúc mà mất đấy là xong là mọi người kể nó là đúng đấy. Để dựng đại thì không có gì đâu. Quá trời tức rồi, nghe mà bà hâm cưng một cái nha, tôi tính ngủ rồi đó, ngủ chưa cưng biết không? Mà tao nghe tao bắt lên tao nằm tao say qua bên kia lần tao ngủ rồi, giấc trưa rồi, vô phòng lạnh rồi ngủ cho nó mát mát chút, có trời chàng là nóng rồi cho nên là tính ngủ rồi. Mà nghe bà nói là mày là ai vậy, mày ở đâu, trời ơi tao ngốc đầu rồi vậy, tao nghỉ ngủ luôn, tao điện cho cưng luôn. Cái mà cô Vân này, cô đe dọa bọn con không có bức xúc bằng cái việc là cô đe dọa Vũ với anh Ngọc đòi xẻo tai mới lại cắt cắt tai. Thì nó chờ coi bây giờ nó dám gặp thằng Vũ không, thằng Vũ chừng thẻo cái mặt của bả nữa, rồi thẻo cái lỗ tai bả, rồi á chặt hai tay hai giò bả còn cái cùi không đó. Sau khi mà cộng đồng mạng cổ vũ ấy, Vũ bây giờ cổ vũ động viên cho em Vũ là bây giờ nó cũng tự tin, nó dám gặp bà, nó không có sợ bà như ngày trước đâu. Đó bà nghe đó thì xong, bà có ngon thì bà gặp nó. Đó. Đó bây giờ ngon đi, bây Đó. giờ trời ơi làm gì mà cái mặt của bả bây giờ bả dám gặp Vũ cưng, Đó. trời ơi bả sợ Vũ hơn cha bả nữa. Xin Đó. lỗi, bây giờ mà hả bả dám gặp Vũ tôi mang con gà con heo cho bà ăn luôn, nói thật luôn. Chỉ là biết sao không, trốn đầu này hết tới đầu kia hết đầu nọ, tại vì cho trai ăn hết tiền rồi còn đâu nữa mà trả cho người ta. Bây giờ nói tóm tắt là gồm có luôn nè, nói thẳng luôn, bây giờ không cần nói tới cái mặt của bả, vì con người của bả là không còn giá trị để nói chuyện, không xứng đáng để anh Vũ nói chuyện. Bây giờ là thưa thẳng cái bà ở trong nhà đi, bà ở nhà này là nhà của tôi có tờ giấy thẳng rồi. Ông bà cha mẹ tôi lăn dấu tay ký tên thì nhà này của tôi, xin mời bà ra khỏi nhà. Còn bà ở đây là bà vô đây là gia cư Bắc Lộc Thắng, xin mời bà ra khỏi nhà. Còn bà không đi thì nhờ các chức năng đi lại cưỡng chế. Nói thật chứ làm hổm gài thấy quá tội nghiệp là anh Ngọc Dương Vũ thiệt luôn, Đợt đi đó, gì mà ôi sơn trường khổ ải luôn. con nói với cô là con đi có 1 2 ngày đi quay thôi mà con thấy còn còn khổ. Mà hai cha con cứ đi từ sáng đến trưa, xong tranh thủ vào cái quán cà phê nằm võng hoặc là ngồi đấy khoảng tiếng sau rồi đến cơ quan chức năng người ta làm việc lại chạy tiếp. Trời ơi, cái thời tiết này ngoài đường đo vào cái lốp xe đến 70 độ C, cái lốp á, chứ không phải là nhiệt độ ngoài trời, nhưng mà nhiệt độ ngoài trời cũng 36 37 độ rồi cô ạ. Ôi trời, nó nóng. Thì nắng gọi là cái gì màu tím á, Năm nay nó nắng kỷ lục luôn. nắng dữ lắm, mà nắng sao mà chịu nổi, tội nghiệp quá chàng luôn ha. Cho con chạy đi thì gái chịu khổ đi, đi hơn nửa đường rồi, không không có con đường nào mà chạy khỏi trơn. Bởi vì cho nên là chỉ có ông nội bà nội ba mẹ của thằng Vũ là
là chỉ biểu thằng Vũ đi thẳng về anh Ngọc, trời khiến mà, chứ nếu mà gặp người khác người ta không giúp đâu nha. Đúng rồi đấy cô, thật ra không thì bao giờ, ngay như bản thân tụi con để mà làm được như anh Ngọc thì chưa chưa chắc đâu, không 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 có điều kiện để làm, và cũng chưa chắc mình đã làm được như người ta. Mình cứ nói thẳng là như vậy đi. Thầy ơi, tôi thấy mấy thằng lô tấp có nhiều thằng làm như đứng bên phía bà, nói chuyện gì thấy ghét. Nó nói chuyện là tôi nghe cháy lỗ tai luôn. Các bạn ấy, nếu mà các bạn nào mà nghiêng nghiêng hoặc trách Vũ thì mong là mọi người đừng có trách Vũ, bởi vì ai trách anh Ngọc. Nếu không đi cùng họ thì không thể biết được. Bây giờ con nói với cô là, nếu như con cũng nói luôn với cô và mọi người như này, con cũng chia sẻ trên kênh của các anh em á, nếu như mình không trình báo công an, không trình báo cơ quan chức năng thì mình muốn sử dụng biện pháp gì thì mình làm, đúng không ạ? Nhưng mình đã, sao mà không trình báo công an, không trình báo chức năng, mình cuộc đã sống của mình. Vâng, mình đã trình báo rồi. Với hai nữa là Vũ ấy, nó là người rất là hiền, anh Ngọc cũng là sống là thượng tôn pháp luật. Mình đã trình báo rồi là mình không có thể tự tiện mình làm những cái gì nó liên quan, giống như là mình làm liên quan đến xã hội á, thì nó ảnh hưởng, và đặc biệt là cơ quan chức năng người ta không cho phép làm cái điều đấy. Nói chung là đi cái con đường này là cũng hầu như là nó vất vả một chút, nhưng mà đều là tất cả các bằng chứng là đều đứng về phía Vũ, cho nên là mọi người cố gắng là kiềm chế cái cảm xúc để ủng hộ cho Vũ với anh Ngọc. Chứ mình mà có trách hay là nói gì cái điều gì nói là tội tội lắm, khi mà nhìn thấy thì tội lắm. Dạ. Tội có ai mà được vậy đâu, đi hết quán này ngồi hai cha con cà lê đôi mắt tội nghiệp tới sợ luôn, rồi á là đi hết chỗ này tới chỗ kia. Dạ. Mà nên dân nắng dân nâu mà đi một lần mấy chục cây số chứ đâu phải đi đơn giản đâu. Dạ. Nói chung là con thấy là đi nhiều, bởi vì trời ơi, cô ơi, cô cứ tính xem rồi bữa đến giờ photo rồi nộp lên cơ quan chức năng chả mấy chục cái bản photo công chứng, những cái giấy tờ là cô đủ hiểu rồi. Mỗi một bản công chứng là nộp cho một ban ngành khác nhau. Như mọi người nói đấy, thực ra là làm tất cả, mọi người nói cái gì là đều có làm, và luật sư tư vấn là đều làm hết. Mà mỗi một lần làm là phải đi rất nhiều loại giấy tờ, để nhìn thấy là cũng khá là căng, khá là mệt. Biết là cái lợi nó có cho mình đấy cô ạ, nhưng mà mình không đi làm thì làm sao mà có lợi cho mình được, đúng không ạ? Thì nói đúng hơn á, có công mài sắt thì có ngày nên kim. Dạ. Ừ, chứ đâu có của đâu mà không không đến cho mình. Thì dạ, cái sự việc này á thì bây giờ mình phải nói với anh Ngọc là: anh Ngọc ơi, em rất mừng là anh đã ủng hộ cho con của anh, và không phải là con của người ta đó, nhưng mà em rất quý anh và trọng vợ chồng anh. Dứt khoát là một ngày nào Phú Quốc em sẽ bay lên thành phố, đi máy bay có mấy chục phút mà chưa được tiếng nữa là tới rồi. Là sẽ tới anh và với em là để gặp gỡ, để mà mừng vui khi một ngày nào đã đắc ca thắng đại thành công. Dạ, chắc chắn. Nhưng mà nó chậm trễ thôi, chứ còn thành công là phải thành rồi, không có chạy đường trời nào mà khỏi nắng hết. Dạ, đúng rồi, không có tránh được đi đâu hết cả. Trời ơi, rồi bây giờ cái bên mua đó làm sao vậy? Dạ, cái bên mua thì họ chỉ cung cấp được cái nói chung là cơ quan chức năng người ta đang điều tra ấy, thì cái này thì con cũng chỉ nói giống như là phỏng đoán thôi cô nha. Cái này thì vài bữa nữa luật sư sẽ tiếp xúc cái chứng cứ, và bản thân em Vũ sẽ được tiếp xúc với cái này. Nghe nói là cũng chỉ có cái giấy tờ mua là mua bán, giống như kiểu giấy tờ là giấy tay mà, giấy tay thôi. Ơi. Mà hai nữa là kể cả có giấy thật, bây giờ có giấy thật lại càng chết nữa. Giấy thật thì ai ký cái đó? Đó. Đúng rồi. Bây giờ giấy thật thì ai ký, đóng dấu thật thì ai ký đây? Mình không biết. Nếu mà giấy thật đó là mấy chết lớn đó. Đó. Bởi vì cái giấy gốc đó là bà dân vô tù không ngày ra luôn. Cái giấy gốc đấy là Vũ đang cầm, mà còn có những người ta làm chứng luôn. Dì ruột của Vũ, những người ta cầm cái giấy đấy ngay từ đầu, người ta trao cho Vũ như thế nào, nó còn có hết nhá. Cái đấy thì sẽ cho mọi người ở video, những video sau.
Nói chung là không thể thoát được đâu cô ạ. Bây giờ bên phía bà kia giấy tờ mua bán đấy là giả cũng toang mà thật cũng toang, cô không nhận không? Bây giờ không có cái nào mà thật được hết trơn á. Thì con nói là cái giấy tờ đấy kể cả là thật cũng toang mà. Thật thì ai là người đóng dấu vào đó? Ai đúng rồi. Đây? Bây giờ giả thì là bà làm giả chữ ký con dấu của người khác đúng không ạ? Cho nên là mọi người cứ tự suy đoán và đặt. Thật ra ở đây là nó có rất nhiều cách suy đoán. Khi mà mình đã làm giả, đã sống giống như là kiểu ăn chặn ăn cướp của người khác rồi thì tất cả của mình đều là giả mà. Làm sao mà mình là thật được? Đấy. Trời ơi, đâu có dễ đâu mà đó. Nó thật luôn á. Đây nè, tôi đi hầu với bà bạn nè nha. Là nó nhiều lắm, tôi nói thật luôn, tôi đi nhiều cái đám dữ lắm luôn. Nè, nói tới mà cái ông chú mà bây giờ bà đó còn thiếu tôi là 350 chục giả lúa nè, mà tôi thấy tội nghiệp mà bạn chị bạn tôi mà tôi cho mượn đó nha. Đất đó là giấy tờ sổ đỏ của ông đó đứng rồi, cái bà ông này ông mới khổ quá, ông mới bán đi là mồ mả ông bà cha mẹ trên mặt quá. Anh Ngọc ơi, anh đừng có chán nản gì hết trơn á. Chuyện mình làm thì mình đã phải làm, còn cưng cũng vậy. Em phải cố gắng để làm em. Đừng có nản mà gắng giúp đỡ, trợ giúp cho bố con anh Ngọc á. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều nhé. Cô thấy là có thể con làm được. Chứ với anh Ngọc với tiếp với tay với thằng Vũ tội nghiệp nó, mình làm cái đường đường chính mình đi. Trên xã hội này thì người ta tới ba thứ người ta là một người 1 đồng gửi, còn một người 30 đồng, mà cái người đồng gửi là cái người tồi tệ tác tệ nhất là bà Văn. Nếu mà nói ra ha, thiệt á, bây giờ mà thằng Vũ gặp được bà Văn ấy ha, mà nói mình quá cho cháu nó hổn chứ tán vô mặt bả mà là con người của bà. Thiệt luôn. Mà gì mà nghe nói mừng mừng hoài vậy cưng, mà không có thấy nói trời ơi mừng quá, thằng Vũ nó lỡ nó lấy nhà nó được hay là mấy người mà giả mạo không? Cái này là của nhà Vũ, làm gì có ai giả mạo vào đây được. Nói là cái bà mua cái nhà Vũ giờ dọn đồ ra hết rồi. Không có ai dọn đâu. Bên con mới là, thực ra thì có lẽ là mọi người không nghe hết, nhiều anh em có khi là có những cái kênh nào họ không biết họ đưa thôi, chứ còn đồ chưa có dọn tí nào cả. Cái đấy chắc chắn là phải có công an vào can thiệp thôi. Ủa, hôm ngày là chưa có vụ mà công an đồ lại đó là cưỡng chế ha, chưa có chuyện đó hả? Chưa, tức là vậy mà sao? Tức là công an họ sẽ công an lại lôi cưỡng chế thằng đấy lên phường thì có rồi, nhưng mà cưỡng chế rời khỏi căn nhà thì chưa nhé. Rồi sao mà thấy